Hello, xin chào tất cả anh em. Thì trước mắt anh em đó là 5 mẫu đẩy ở 4 kênh, rất là hot anh em nhá. Thì với những mẫu đẩy này thì bên em đã giới thiệu, đã mở nắp và đã test cái chất âm để cho anh em cùng tham khảo rồi đúng không ạ? Rất nhiều trên kênh YouTube. Anh em có thể tìm lại các video về các sản phẩm này bằng cách lên YouTube, gõ tên các sản phẩm cộng Xuân Tuấn Audio. Ví dụ anh em muốn tìm hiểu về cục đẩy LT4000, một cục đẩy 4 kênh, 1000W trên 1 kênh. Anh em có thể gõ LT4000 Xuân Tuấn Audio hoặc LXF7409, LX8004XS Xuân Tuấn Audio. Ở trên YouTube sẽ có rất nhiều các video để anh em có thể tham khảo và tìm hiểu chi tiết về các cái sản phẩm này. Thì hôm nay em sẽ báo giá nhanh và báo công suất để anh em có thể tham khảo với các dòng cục đẩy 4 kênh này của bên em. Đầu tiên đó là cục đẩy LXAugotic 8004XS, một cục đẩy công suất 4 kênh với 800W trên 1 kênh. Thì con này sử dụng đó là 64 SONG và mạch của nó sẽ sử dụng đó là mạch Class H. 64 SONG, mạch Class H và công suất của nó là 800W trên 1 kênh ở chế độ 8 ohm. Thì với công suất này anh em có thể đánh được những loa gì, có thể đánh được bao nhiêu cặp loa. Thì lưu ý anh em, 800W một kênh anh em có thể chơi căng đó là một cặp bát 30 hoặc là một quả full 40 từ lớn họng lớn, hoặc một kênh anh em có thể chơi cho em một quả súp đơn bát 40. Nếu anh em muốn đánh súp đơn bát 50 thì anh em có thể chập bridge lại hai kênh để anh em có thể sử dụng với công suất lớn hơn để đánh ra một quả súp hơi lớn từ lớn họng lớn bát 50. Cục đẩy này thì hiện tại với giá đó là 7.800.000 đồng là chưa gồm phí ship anh em nhé. 7.800.000 là chưa gồm phí ship tất cả anh em. LXAugotic 8004 và công suất 800W, mạch Class H 64 SONG. Với cục đẩy này thì quá quen thuộc với tất cả anh em, cục đẩy giá rẻ nhất của bên em. Và với cục đẩy giá cao hơn, đó cục đẩy LXF7409, một cục đẩy cho ra chất âm rất là hay và sáng, sạch sẽ. Công suất của nó sẽ là 900W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Con này thì chỉ sử dụng đó là 32 SONG thôi anh em nhé, 32 SONG. Và mạch của nó sử dụng đó là mạch cao cấp hơn của con 8004, nó là mạch Class 2H thế hệ mới, chất âm sáng, sạch sẽ. Thì với cục đẩy này anh em có thể chơi được những loa gì? Một kênh có thể đánh được một cặp full 40 từ 190 qua 76, một quả súp hơi 40, một quả súp hơi 50 từ 220 qua 100 là anh em có thể chơi căng cho em với những cái cục đẩy F7409 này. Mặt thì hình thức rất là hầm hố và rất là đẹp đúng không ạ? Nhiều anh em rất thích cái mặt này, là hầm hố rất là đẹp và công suất của nó 900W, vừa đủ anh em đánh gia đình hoặc anh em đánh sự kiện là anh em cũng thể chơi rồi. Một cặp em xin nhắc lại nhé, một cặp 30 hoặc một cặp 40 từ 190 qua 76, hoặc là anh em có thể đánh súp hơi 40, súp hơi 50 từ 220 qua 100. Anh em có thể đánh trên một kênh này, đánh dư giả công suất rồi. Cục đẩy này em xin nhắc lại là 8.600.000 đồng là em bao ship toàn quốc từ tất cả anh em. 8.600.000 bao ship. Và cục đẩy thứ ba là cục đẩy công suất cao hơn, đó là 1000W trên một kênh ở chế độ 8 ohm, LXAugotic LT4000. Thì với cục đẩy này đã giới thiệu trên kênh cho anh em rất nhiều rồi. Đã có những video test cái áp lực của nó, chập bridge có thể đánh được một quả súp kép bát 50 từ 220 qua 100. LXTVK218 của bên em đây, đánh bao căng cho anh em luôn. Chập bridge anh em nhá, chập bridge có thể đánh được một quả súp kép, hoặc là anh em thấy có thể chơi một kênh, một quả súp 40, một quả súp đơn 50 trên một kênh. Hoặc anh em có thể chơi bát 40 full đôi, mỗi kênh anh em đánh một cặp 40, hoặc là một kênh đánh một quả full đôi bát 40 từ lớn họng lớn, đánh bao căng cho anh em rồi. Con này thì sử dụng đó là mạch Class H và 72 SONG anh em nhé, 72 SONG và công suất chuẩn 1000W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Cục đẩy này thì cũng rất là hot và hàng mới về, đã rất nhiều anh em đã tin tưởng và lựa chọn cục đẩy này rồi. Chất âm sáng, sạch sẽ, bền bỉ và điều đặc biệt đó là chạy rất là mát máy anh em nhé, chạy rất là mát máy. Và con này thì không phải giới thiệu với anh em rồi, anh em có thể tìm lại bằng cái gõ LT4000 Xuân Tuấn Audio. Trên YouTube sẽ có các video để cho anh em có thể tham khảo về cục đẩy LT4000 này, rất đáng chơi anh em nhé. 1000W trên một kênh. Và giá con này hiện tại đó là 1000, giá hiện tại đó là 8.700.000, 8.700.000 anh em nhé, là chưa gồm phí ship. 8.700.000 chưa gồm phí ship. Một cục đẩy 1000W rất là đáng chơi, LXLT4000. Và sang với các dòng cục đẩy công suất 4 kênh cao hơn, công suất cao, và anh em có thể chơi sự kiện, có thể chơi những
dàn array rất là to đúng không ạ. Tiếp theo đó là cục đẩy Martin MA1003. Cục đẩy này thì trên kênh đã chắc là không phải giới thiệu với anh em rồi. 1300W trên một kênh ở chế độ 8 ôm. Một kênh có đánh full đôi này, một kênh có thể đánh súp kép từ 220 cùng 100, bao uy lực cho anh em. Con này sử dụng đó là 80 so NG mạch class H, công suất chuẩn 1300W trên một kênh, và size của nó là size 3 ôm, giá 10.800.000 chưa phí ship. Class H anh em nhé, 4 quạt gió rất là to. Và lưu ý với tất cả anh em, 4 dòng sản phẩm cục đẩy này thì đều sử dụng đó là nguồn xuyến tròn, và nguồn của nó sẽ là dây nguồn đồng anh em nhé. Lưu ý với anh em, phải nhắc lại để anh em cùng nhớ, đó là sử dụng đó là nguồn đồng. Và 3 sản phẩm lưới acoustic này, 8004, 7409, LT4000 và D41510 này đều là hàng chính hãng của lưới acoustic. Riêng ở đây thì có một cục đẩy 4 kênh công suất lớn của Martin, đó là MA1003 thôi. Thì với dòng cục đẩy công suất này, anh em chuyên đi sự kiện nhiều hơn, anh em chuyên đi sự kiện với công suất nó lớn, chạy biến áp xuyến thì nó được bền bỉ, ổn định hơn cho anh em đánh thời gian lâu dài, thì nó rất là mát máy. 4 quạt gió đều là size 3 U, nên là nó thổi ra những luồng khí, luồng gió rất là mát đúng không ạ, chạy thoải mái cho anh em đánh lâu dài anh em nhé. Có rất nhiều anh em đi sử dụng cái cục đẩy MA1003 này, anh em đi đánh sự kiện, đi đánh hội chợ rồi, rất nhiều rồi, đánh 8-10 tiếng rồi, 14 tiếng đánh rất là man máy và thoải mái. Anh em toàn đánh full đôi rồi, toàn đánh full đôi rồi, rất là thoải mái anh em nhé. Và tiếp theo đó, cục đẩy cuối cùng, một cục đẩy sử dụng nguồn xung lưới D4150. Con này thì 4 kênh, 1500W trên một kênh ở chế độ 8 ôm. Anh em đánh full đôi, súp kép thì nó quá là dư giả rồi đúng không ạ. Với 1300W thì nó có đánh được full đôi súp kép rồi, thì không lý do gì 1500W nó không đánh được full đôi súp kép cả. Nhưng một điều đặc biệt của con này, nó rất là mỏng, size chỉ có 1 U thôi, mỏng nhất, nhẹ nhất trong các dòng đẩy anh em nhé. Con này chỉ cân nặng của nó chỉ tầm khoảng 10 đến 11kg thôi, rất là nhỏ gọn. Anh em có thể nhìn thấy, nhỏ gọn, chỉ bằng 1/3 cục đẩy Martin MA1003 thôi, size 1 U, 4 chiếc đam ở đằng trước. Về nội thất con này, về cái áp lực của nó, công lực rất là khỏe, anh em có thể xem lại trên YouTube bằng gọi D4150 Xuân Tuấn Audio. Và giá của nó cũng rất là cao chứ không phải rẻ đâu anh em nhé. Giá 14.500.000 đồng là chưa bao gồm phí ship. Chưa bao gồm phí ship cho một cục đẩy 4 kênh công suất lớn này. Anh em nhìn thấy nó rất là nhỏ đúng không ạ? Quạt gió của nó chạy cũng rất là mát, rất là êm để anh em chơi. Đây, rất là ok đúng không ạ? Những dòng sản phẩm này thì đã giới thiệu trên kênh cho anh em rất nhiều rồi. Anh em có thể tìm lại trên YouTube thôi. Đấy. Những sản phẩm của lưới acoustic thì anh em có thể kích hoạt bảo hành bằng các cái tem bảo hành điện tử này anh em nhé, cái quạt cào mã phủ ra để kích hoạt bảo hành thôi. Đấy, thì trên đây đó là 5 mẫu cục đẩy, trong đó có 4 mẫu cục đẩy của lưới acoustic và 1 mẫu cục đẩy của Martin MA1003 này, để anh em có thể sử dụng công suất và đánh được những loa gì thì bên em đã báo tới tất cả anh em rồi. Anh em có thể dễ dàng phối ghép với những dòng loa để anh em chơi. Đấy, 8004 7.800.000 chưa phí ship, 7409 8.600.000 bao ship, LT4000 8.700.000 chưa phí ship, MA1003 10.800.000 chưa phí ship, và D4150 14.500.000 đồng là chưa gồm phí ship anh em nhé. Thì ok, 5 mẫu cục đẩy này giới thiệu báo giá nhanh cho tất cả anh em. Anh em có nhu cầu mua hàng thì nhớ liên hệ với em qua số điện bên dưới. Xem video thì nhớ like, đăng ký kênh để xem các video mới nhất anh em nhé. Giá của nó thì công khai ở trên kênh cho anh em rồi, để anh em có thể tham khảo. Rồi, chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau. Nhớ có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp về số bên dưới anh em nhé.